tiếp nhưng mà thôi. Anh em ăn không có bò thôi. Nó làm bằng cái gì vậy? Một gạo với trứng. Dạ. Cái này bằng gạo với trứng. Tụi mình ăn với cái gì, mình chấm gì ăn? Với trứng mắm thôi à. Không có trứng mắm, không mắm hả? Đơn giản thôi. Không có ăn rau gì hết hả? Không, ăn không có rau. Bánh thọt thì ăn với rau. Dạ, bánh thọt ăn với rau. Nắng cô con ơi. Đúng là đúng dưa gạo thôi, bỏ chọt ra. Mình bán một cái là bao nhiêu à? Dạ, 2.000 một cặp. Dạ. Ngoài đầy đủ, không có, không có. Không bình dân hơn. They have a president.
bốn người kì, hai đội là ai bốn đôi gì. Và ngoài đây còn gian hàng cái nào có Chơi.